nhằm thúc đẩy phát triển phong trào nghệ thuật trong cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho doanh nhân và người lao động, tạo sự gắn bó giữa các doanh nghiệp. Mới đây tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tổ chức họp báo về Hội diễn nghệ thuật doanh nhân doanh nghiệp toàn quốc lần thứ 8 2018, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2018. Hội diễn nghệ thuật doanh nhân doanh nghiệp toàn quốc là một hoạt động thường niên đã được duy trì 7 năm qua với ý nghĩa thúc đẩy phát triển phong trào nghệ thuật trong cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho doanh nhân, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các doanh nghiệp góp phần phát triển sản xuất kinh doanh. Theo ban tổ chức, Hội diễn lần thứ 8 có rất nhiều điểm mới và khác biệt so với các năm trước. Hiện đã có hơn 200 tiết mục đăng ký của 60 đoàn tại 40 tỉnh thành trong cả nước. Các chương trình, tiết mục tham dự tập trung vào chủ đề ca ngợi đảng, bác hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam, anh hùng bất khuất trong đấu tranh, thông minh, sáng tạo trong lao động, xây dựng tổ quốc và ánh mọi mặt hoạt động xã hội và đời sống tinh thần, tình cảm của người lao động.